2, 1 ngược lại là 1, 2 5, 4, 7, 9, 3, 2, 0, 0, 9, 7 2, 4, 5, 1, 7, 4, 4, 8, 9, 9 6, 3, 9, 0 5, 8, 1, 1 và đầu tiên là 7, 2. Đúng rồi, xin chúc mừng một năm hơn. Được nhiều năm. Rồi, ví dụ như đầu tiên sau lưng số 36 thì sẽ là số 99, trước số 36 sẽ là ô số 09. Sau lưng số 45 ở khoảng hàng thứ 3 sẽ là số 21, trước số 45 sẽ là số 97, đúng không? Okay. Rồi, như vậy chúng ta thấy thực ra đối với các bạn, thầy đã dùng cái gì để thầy làm cái việc vừa rồi? Thứ nhất, thầy có sử dụng tư chất của thầy không? Thực tế, trí nhớ thầy không tốt lắm. Và ngày xưa thầy học bài thì học bài những cái môn thuộc bài, những môn mà có chữ hoặc là nhiều số là một trong những nỗi đau của thầy. Thật ra tư chất của thầy rất là bình thường. Thứ hai, thầy có nỗ lực nhiều không? Thầy chỉ xài có 3 phút, thậm chí không tới. Thật ra mới nãy chỉ có phút mấy thôi. Nỗ lực cũng không sử dụng nhiều lắm. Nhưng đối với các bạn, thầy xài cái gì? Là thầy xài phương pháp. Cho nên khi chúng ta đi học cũng vậy, nếu chúng ta có phương pháp, dùng phương pháp ghi nhớ thì bạn sẽ học bài rất nhanh, học bài rất lâu. Bạn có phương pháp đọc sách, bạn đọc rất nhanh và bạn sẽ nhớ rất lâu. Bạn có phương pháp nghe giảng thì bạn sẽ nghe rất hiệu quả và bạn sẽ ghi chép. Bạn có phương pháp ghi chép thì bạn ghi được những nội dung rất là cốt lõi và đầy đủ. Bạn có phương pháp làm khóa luận tốt nghiệp, phương pháp tìm kiếm thông tin thì như vậy bạn sẽ tìm kiếm nhanh, kiếm ra thông tin mình đúng. Có phương pháp mà bạn viết khóa luận, viết đồ án thì như vậy đồ án của bạn rất là logic, rất là khoa học và nó có tính ứng dụng cao. Cho nên bất cứ một cái công việc gì ở thời đại học chúng ta cũng cần phải có phương pháp, và đó chính là một trong thứ rất là quan trọng mà các bạn cần phải học. Ví dụ như bạn phải đọc những cái cuốn sách, ví dụ như phương pháp học tập siêu tốc thì bạn sẽ biết được cái cách ghi nhớ siêu tốc, phương pháp ghi chép thời sinh viên hoặc là sinh viên giỏi học như thế nào. Cuốn sách đó bạn sẽ biết cách ghi chép, bạn sẽ biết cách lắng nghe thầy cô dạy. Rồi ví dụ phương pháp làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bạn sẽ biết cái cách để viết ra sao. Rồi phương pháp xin chỗ làm thực hành, thực tập, thực tế, bạn sẽ biết làm sao để xin là và vô trong đó nên làm cái gì. Rồi ví dụ như là thậm chí là phương pháp chú ý nghe giảng, phương pháp giữ đầu óc tỉnh táo, rồi đủ mọi phương pháp, đủ mọi phương pháp. Thì như vậy các bạn đọc các sách đó sẽ hướng dẫn các bạn nhiều hơn. Thời gian hôm nay không có nhiều cho nên thầy chỉ hướng dẫn cái cốt lõi của phương pháp thôi. Đây là 4 bước học của một sinh viên thất bại, gồm có 4 bước như sau. Bước 1 là lên lớp học. Bước 2 bạn tới về nhà ôn. Bước 3 bạn tới đi thi. Và bước 4 là quên sạch. Và bây giờ thầy xuống thầy hỏi các bạn, ví dụ bây giờ thầy cho bài tích phân các bạn giờ giải được không? Thầy hỏi là kiến thức môn giáo dục công dân các bạn trả lời được không? Hoặc bây giờ đọc lại truyền kiều được không? Vậy thường chúng ta đang ở bước nào trong 4 bước này? Bước số 4 là các bạn thi xong rồi là các bạn sẽ bắt đầu quên. Nhưng các bạn mới chỉ thi xong có vài tháng thôi vẫn còn nhớ nhớ. Nhưng khoảng chừng 4 năm thì các bạn còn nhớ kiến thức phổ thông hay không? 4 năm mà kêu các bạn đọc lại một bài truyện Kiều chẳng hạn là mình sẽ bắt đầu mình rác mình rặn ra. 4 năm mà hỏi về một bài giáo dục công dân chẳng hạn là coi như là quên sạch đầu trong suốt. Nhưng còn khi đi học đại học 4 năm mình mới ra trường mà 4 năm đầu của mình trong suốt thì mình vô doanh nghiệp thì lúc đó đầu của mình là tờ giấy trắng thì không thể nào làm được được. Nên đây là kiểu đi học thời học sinh nè. Thời sinh viên thì phải học theo cách khác. Và đây là điều ghi nhớ số 4, phương pháp học của một sinh viên thành công. Đối với các bạn, bước đầu tiên là sinh viên sẽ làm gì trước? Xin mời một cánh tay. Đầu tiên là sinh viên sẽ làm gì trước? Mời một cánh tay. Thầy không khác chờ đợi cánh tay đầu tiên. À, mời lại. Tối em, sinh viên thành công bước 1, bạn ấy sẽ làm gì? Thầy, đây không phải là câu trả lời của em. Bạn bên cạnh là bạn kêu là đi học là mình trước tiên mình phải học lên lớp học là bước 2. Theo em là sau khi mình học mình phải nghiên cứu và về tìm thêm tài liệu. Bước 2 là về đọc sách. Bước 3. Bước 3 theo em là sau khi mình có kiến thức trên lớp và đọc thêm tài liệu phải kiến thức hạt như vậy. Em có nghe thầy giảng. Rồi có nghe giảng nè. Và bước 3 là đi thực hành thực tế. Và cuối cùng bước 4.
là mình sẽ tập hợp lại tất cả, là mình sẽ có kiến thức kỹ năng và cả thực hành của mình, và nó tốt bổ. Em nghĩ là sẽ phải kiếm một cái đích đến cho mình. À, kiếm đích đến có nghĩa là mình kiếm chỗ mình làm hả? Kiếm việc mình làm hoặc mình tự tạo việc làm, đúng không? Vậy cảm ơn em, thì đó là bước đi làm rồi. Còn đây là phương pháp học, nghĩa là giai đoạn học thôi. Rồi, cảm ơn em, nó cũng đúng được 3/4 rồi đó. Xin chào tạm. Em tên là gì? Tên là Huân, sinh viên IT 79A22. Rồi, xin một tràng pháo tay dành cho bạn Huân. Cảm ơn Huân nha. Mời ban tổ chức tặng bạn phần quà. Và 4 bước em, thực ra thì có 3 bước nó đúng. Bước số 4, thực ra cái em nói là đi kiếm chỗ làm đó là bước số 5 rồi, là mình ra trường rồi ha. Thì thực tế bước số 1 như sau. Bước số 1 chưa phải là lên lớp, mà còn trước khi lên lớp mình cần làm việc này. Đó chính là tìm hiểu cái mục tiêu của môn học này. Mình coi môn học này học để lấy cái kiến thức gì, kỹ năng gì, phẩm chất thái độ gì. Và mình sẽ đọc mục tiêu đó trong cái đề cương môn học. Đầu đề cương luôn luôn là ghi mục tiêu của môn đó. Đề cương này hoặc là em tải từ website xuống, hoặc là em nhờ thầy cô cho. Thì thầy cô đi dạy luôn luôn là soạn bài cho đề cương á. Thì để em nắm từ cái đề cương này. Mà thường các trường thì cái chương trình đào tạo là thường hay tải lên website, và sinh viên có thể tiếp cận cái mục tiêu môn học trước khi tới lớp. Sau khi coi xong, bước số 2 là chưa lên lớp đâu, là bắt đầu tập hợp tất cả các tài liệu có liên quan đến môn đó, phục vụ để thực hiện cái mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ đó. Để em đọc từ trong sách trước, để đầu mình có dữ liệu trước. Và bước số 2 là bước tự học nè. Và sau đó tới bước thứ 3 là mình sẽ lên trên lớp, mình học với ông thầy. Và vì mình có đọc sách từ trước, cho nên lên trên lớp mình sẽ có cái để mình hỏi. Vì nếu như mình học từ thầy trước, mình mới về đọc sách, thì lúc mình thắc mắc mình biết hỏi ai. Nên phải đọc sách trước. Rồi, cái gì không hiểu lên trên đây hỏi thầy. Và hai bước này có thể tiến hành song song nhau, nhưng sách và học trên lớp. Ví dụ như em học xong, em đọc xong sách chương 1, lên đây học chương 1. Đọc xong sách chương 2, lên đây học chương 2. Và cái này nó hơi ngược so với phổ thông. Mà phổ thông thường là bạn học trên lớp, cái gì không hiểu về nhà mới đọc. Nhưng thực ra đại học là phải đọc trước, rồi lên trên lớp hỏi. Và thường khi đi dạy thì các thầy cô sẽ luôn có một cái giờ gọi là giờ hỏi đáp cuối giờ. Sau đây là các bạn có thắc mắc gì về buổi học ngày hôm nay không? Xin mời các bạn đặt câu hỏi. Và thường khoảng thời gian đó là khoảng yên lặng đáng sợ. Và không có sinh viên nào dâng lên hết. Lý do bởi vì trong đầu không có dữ liệu để hỏi, do đâu có đọc sách đâu. Và bước 4 là gì? Không phải là đi thi, thi thì không đưa vào đây, vì đó không phải là một cái bước học tập. Thi chỉ là bước để bạn tự review lại thôi. Và bước 4 là chúng ta phải cắm cái rễ thứ 3 vào trong thực tế. Giống như bạn sinh viên kế toán mới nãy, hoặc bạn sinh viên quản trị kinh doanh, là có một bạn học năm thứ 3 thôi, nhưng mà đã làm việc thêm ở 4 công ty khác nhau trải nghiệm á, để bạn quan sát cái mô hình kinh doanh của các công ty đó. Một bạn làm IT có thể làm trợ lý không công cho một cái anh developer hoặc một anh IT nào đó. À, hoặc là làm thêm với một cái cơ sở sản xuất nhỏ nào đó, một công ty nhỏ nào đó. Em có thể làm miễn phí không công ngay từ ban đầu. Nếu em làm tốt, người ta có phụ cấp. Để em link với lại thực tế. Vậy em thấy ba cái bước sau là gì, là ba cái rễ á. Là cắm vào sách trước, rồi sau đó cắm vào thầy nè. Và nhờ mình có kiến thức từ sách, mình mới hút chất dinh dưỡng từ thầy. Và mình sẽ cắm vào trong thực tế. Và một trong những cách để mình có thể tiếp cận thực tế là xin đi làm không công. Và thường xin làm không công là người ta rất là welcome em, bởi vì người ta không có sợ tốn chi phí ha. Thì người ta sẽ giao từ những việc đơn giản rồi lên những việc phức tạp. Thì đây chính là 4 bước của xin đi thành công. Và các bạn thấy so với thời phổ thông mình chỉ có bước 3 à. Phổ thông thường chỉ có bước 3. Nhưng lên đại học mà nó có 4 bước này thì nó cực hơn nhiều. Và trong 4 bước này thì chỉ có cái bước số 3 là cái bước mà thầy cô control các bạn. Còn 3 bước còn lại là tự sinh viên phải làm. Vậy trong 4 bước, 3/4 là tự, chỉ có 1/3 là thầy cô hỗ trợ. Nên cái tính tự học nó lại cao hơn nhiều. Rồi đây chính là 4 bước của sinh viên ha. Vậy thầy đang mô tả về 2 con đường để mình giỏi về chuyên môn. Một là con đường về nội dung, tức là đào sâu lên tới đỉnh trong một cái ngách ngoài cái nền mà mình học. Và thứ hai là mình có phương pháp học để chấm tủ rễ vào trong 3 chỗ. Rồi, đó là mảng thứ nhất. Và một người làm việc chuyên nghiệp sẽ ngoài cái khoảng về chuyên môn ra, còn có khoảng thứ hai là mảng kỹ năng mềm. Thì làm sao mình có những cái kỹ năng mềm thành phần pro đây? Thì thầy sẽ chia sẻ phần thứ hai là cách để có kỹ năng mềm. Tuy nhiên trước khi bước vào phần này thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau một chút. Các bạn đã học từ 7:45 bây giờ là 9:15 là tiếng rưỡi rồi. Nên mình sẽ chơi cái trò chơi nhỏ nhỏ cho nó vui ha. Sau đây thầy sẽ nói một số câu. Câu nào có chữ mời, đề nghị các bạn hãy làm theo.
Câu nào mà không có chữ mời thì tuyệt đối cảnh giác, đừng làm theo với bất cứ giá nào. Ví dụ thầy nói cả lớp chúng ta hãy đứng lên đi, mình cứ đứng lên không? Là không, vì không có chữ mời nha. Và kể từ giây phút này, các bạn phải cảnh giác, vì thầy sẽ gài bẫy các bạn. Và thầy hứa thầy sẽ gài bẫy được hơn 80% lớp chúng ta vi phạm. Nếu ít hơn 80% thầy sẽ giao tính mạng thầy cho các bạn. Các bạn muốn xử sẽ dùng chiếm những cái lột đầu nhảy đầu cũng được. Tiếp tục ý xin chân cảm ơn thầy để bắt đầu trò chơi. Cảm ơn 90% đã vỗ tay mặc dù thầy chưa có mời. Ai vừa vỗ tay để người vi phạm đầu tiên nha. À, bạn tổ chức ơi xin trợ giúp tôi mở dùm âm thanh là tôi đang mở nhẹ người chưa có âm thanh. Rồi, sau đây các bạn hiểu được chơi rồi ha, có 5%. Rồi, ok không, bạn tổ chức cứ để bạn nha, rồi em sẽ được điều kiện. Có 5% mới nãy chưa vỗ tay. Vậy thầy xin hỏi mới nãy ai chưa vỗ tay tức vẫn còn sống à? À, một bạn, hai bạn, cảm ơn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, năm, sáu, bảy bạn. Những bạn vừa giơ tay là những bạn đã vi phạm lần hai vì thầy chưa có mời giơ tay. Và thầy thấy bạn áo cam ở phía dưới á, áo bạn cam, em là người giơ đầu tiên luôn đó. Em giơ cao để mời em bước lên sân khấu vì em đã vi phạm lần hai rồi ha. Mời bạn nhanh chóng các phòng công nghiệp nha. Áo hung, mặc áo cam sọc đen, áo vàng sọc đen, đúng rồi. Mời em bước lên trên đây. Sau đây mời cả lớp chúng ta đứng lên. Mời bạn áo cam lên sân khấu, các phòng công nghiệp lẹ mời là lên liền một năm nha. Mời các bạn bên phải quay. Có mời, mời các bạn bên phải quay. Mời các bạn đắp lưng cho người phía trước. Mời các bạn đắp lưng cho người phía trước. Mời các bạn đắp mặt lên. Mời các bạn đắp toàn lưng. Các bạn bóp hai vai. Mời các bạn bóp hai bắp tay. Rồi, mời các bạn ngưng. Tất cả chú ý, đằng sau, quay. Ai quay là vi phạm, hay là chưa có mời quay. Rồi, mời các bạn đằng sau, quay. Mời các bạn đắp lưng trả lễ cho người phía trước. Mời các bạn đắp toàn lưng. Mời các bạn đắp mặt và thắt lưng. Mời các bạn bóp bóp hai vai. Mời các bạn bóp hai bắp tay. Rồi mời các bạn lên. Cảm ơn các bạn. Chúng ta trò xuân. Ai ngồi là vi phạm. Cái này chúng ta ngồi vi phạm quá đông, mời các bạn ngồi xuống. Giờ thầy sẽ, bây giờ có bạn nam rồi, thầy sẽ tìm bắt thêm một bạn nữ nữa để chúng ta có nét có vẻ. Các bạn muốn thầy bắt ai chỉ đi, thầy sẽ có cách để bắt người đó lên. Các bạn muốn thầy bắt bạn nữ nào? Đâu, đây đây hả? Bạn nào mới nói đây đây vậy? Mời bạn mới chỉ bạn mình bước lên sân khấu vì thầy chưa có mời chỉ. Đây là cái tội hại bạn nè, cảm ơn em mời bước lên sân khấu. Còn em này cười dữ ha, bạn mình bị bắt mà cười quá ha, mời em đứng lên. Bạn nam kia lên đi, rồi tới bệnh nữ thì xử nè. Chào em, bạn em bắt mà em vui dữ vậy, em tên là gì? Dạ, em tên là Vân. Rồi em lên luôn đi em, thầy chưa có mời em trả lời. Rồi hai đứa nắm tay nhau lên sân khấu, chúc mừng, chúc hai đứa hạnh phúc. Rồi bây giờ mình sẽ tạm qua bạn trên đây nha. Giờ bắt thêm xíu nữa đi, mời các bạn vỗ tay một cái. Mời các bạn vỗ hai cái. Vỗ cho thật đều nha, ba cái. Rồi. Tại sao không cảnh giác gì hết vậy? Đông quá, thôi bây giờ bắt thêm đi. À, bây giờ chúng ta có thiếu nữ đúng không? Chào em, mời cô gái có đôi môi màu cam. Mời em đứng lên. Sao? À, các bạn trên lầu hả? Muốn bắt hả? Muốn tôi lên bắt hả? Lần đầu tiên tôi thấy có người mà muốn bắt dữ vậy đó. Em tên là gì? Em tự biết số mật rồi thưa ha. Thầy chưa có mời em trả lời, mới bị trên kia kìa mà không rút kinh nghiệm. Rồi chúng ta sẽ phạt bốn bạn trên đây. Chúng ta sẽ phạt như sau. Bây giờ là thầy hỏi em cái gì cũng trả lời một từ, đó chính là gì cũng được nha. Hỏi gì cũng phải là gì cũng được. Còn em nay hỏi cái gì cũng phải là có nha. Còn em nay hỏi cái gì cũng phải là không nha.
Còn em hãy nhắc tới một loại vũ khí em nghĩ đến cái gì đầu tiên? Bom. Bom, vậy em sẽ tên là bom nha. Rồi. Mời các bạn đặt câu hỏi. Mà còn em hãy nhắc đến một loại thức ăn mà em sợ nhất, em sẽ nghĩ đến thức ăn gì? Gì cũng được. Khoan, bây giờ bỏ gì cũng được đi. Nếu như nói về thức ăn em sẽ sợ cái món gì? Nói thật đó. Lươn. Thịt lươn. Thịt đi. Lươn là gì? Lươn hả? À, thịt lươn, ok. Bây giờ em bỏ cái gì cũng được đi. Em là lươn nha, em là thịt lươn. Đây là bằng có, bằng không, và bằng kia là bằng bom. Chúng ta sẽ phạt bằng cách mời các bạn kết thúc trò chơi và mời các bạn một phạt. Các bạn trên đây bằng cách đặt câu hỏi. Ai hỏi em cái gì cũng phải nói là thịt lươn. Ai hỏi em cái gì cũng phải trả lời là có. Ai hỏi em cái gì cũng phải nói không. Và em ai hỏi cái gì cũng phải nói là bom nha. Rồi sau đây mời các bạn đặt câu hỏi đầu tiên cho bạn thịt lươn. Mời câu hỏi số 1. Ví dụ em thích xịt nước hoa mùi gì? Rất là nhanh chóng. Một từ duy nhất. Lương. Bạn phải rạng lắm mới ra được. Tối em ngủ em sẽ không thể ngủ được nếu em không ôm cái gì? Vui. Không, sai, trả lời lại từ đầu. Một từ duy nhất, lương. Em thích nắm cái con gì? Lương. Vào đám cưới bà con hay hỏi em sẽ để bà con hay hỏi em cái gì? Lương. Em mỗi lần mỗi sáng em nhìn em soi vào trong gương em thấy gì trong gương? Và từ nay về sau em muốn bạn bè gọi em bằng cái tên gì? Rồi cảm ơn bạn Lương nha, cảm ơn bạn, mời bạn về chỗ. Có, hiểu rồi có ha. Mời lấy chúng ta đặt câu hỏi cho bạn có. Rồi thứ hai luôn, tận dụng cơ hội. Có gì thêm không? Em có thích hát không? Dạ có. Còn biết mà luôn. Tiếng luôn, tiếng tới, thích xong rồi làm gì nữa? Hả? Em có muốn quen ảnh không? Em có thấy ảnh đẹp trai không? Dạ. Em có thấy ảnh hấp dẫn không? Anh ấy có phải là tiêu chuẩn người yêu của em không? Em có muốn cùng ảnh xây dựng gia đình và sinh dạy những đứa trẻ không? Chúc hai em hạnh phúc. Và bây giờ anh có muốn ngồi gần chỗ anh không? Một từ duy nhất, có không? Nếu em trả lời sai là em sẽ phải hỏi lại từ đầu á. Em có muốn thật sự nói thật tâm đi. Nếu như cái bạn bên cạnh giường chỗ, em có muốn ngồi bên cạnh ảnh không? Có. Đưa cái bên biết làm gì rồi ha. Rồi cảm ơn em, chúc em hạnh phúc nha. Không, ra đây không. Mời các bạn đặt câu hỏi cho bạn không? Tạm dừng câu hỏi. Mời các bạn đầu tiên. À, mời bạn. Em nhờ thầy. Câu hỏi không đầu tiên hả? Thầy hỏi phải không? Ví dụ như mỗi ngày có đi tắm không? Dạ thưa. Sáng nay đi học có đánh răng súc miệng không? Thưa. Ở đây có các thầy cô em đi trình bày nguyện vọng, anh có muốn tốt nghiệp ra trường không? Rồi, xin mời các thầy cô ghi nhận nguyện vọng của bạn. Rồi, giờ em hỏi đi. Có vẻ như rất hồi hộp, không biết là bạn ấy có một sự chuẩn bị tâm lý rất là kỹ lưỡng khi hỏi nè, biết hỏi cái gì đây? Hỏi đi em. Hỏi đi chàng trai. Bạn không thích bên phải không? Bạn có. Bạn không thích bên phải không? Bạn không thích. Các em nói lại giúp thầy từ từ một. Bạn không thích mít phải không? Mít hả? Bạn không thích mình phải không? Em không thích ảnh phải không? Một từ. Không. Nếu thấy cậu hôn em có từ chối không? Không. Hỏi gì nữa không em? Hôm nay bạn không đi về chung với mình đúng không? À, nói chung ông nói gì thì không có nghe được luôn á. Nhưng mà em cứ trả lời đi. Rồi cảm ơn em, anh xin đa tạ. Bây giờ câu hỏi cuối cùng, em có muốn về chỗ ngồi không?
Rồi, cảm ơn em đã tuân thủ luật chơi tốt, em được về. Rồi, mày nhớ lời hứa với người ta nha. Mời em ra đây, Bom. Mời câu hỏi đầu tiên nhìn cho bạn Bom. Mời em. Em có thể nói con. À, cũng thì cẩn thận nha. Bạn thấy bài giảng tâm lý của thầy Hiếu sao? Hôm nay như thế nào? Dạ Bom. Em rồi, ok. Em nhìn mà con sẽ liên tưởng đến đến cái gì? Từ tay là một. Và em nghĩ nếu như một món quà tặng mà bằng cái cách tặng, em sẽ muốn tặng bằng cái gì? Dạ Bom. Cảm ơn em, giám đốc hàng thầy giáo. Mời cậu kế tiếp. Mời em. À, trước đám đông bạn hay thả cái gì? Dạ Bom. Lần đầu tiên khi gặp yêu em sẽ đãi người yêu ăn cái món gì? Dạ Bom. Khi đám cưới em sẽ đãi bà con hai đầu ăn cái gì? Dạ Bom luôn. Sau đêm tân hôn em sẽ tặng người yêu cái gì? Dạ Bom luôn. Cảm ơn em, xin chia buồn với người yêu của em. Xin chào tạm Bom em. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chúng ta giao lưu với nhau cho thay đổi không khí nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần D là làm sao để cấp kỹ năng mềm tập pro. Thì sau đây là điều ghi nhớ số 5. Đây là 8 kỹ năng mẹ, tức là những kỹ năng tổng. Gồm có 8 kỹ năng sau. Đây là 8 kỹ năng của một người làm việc chuyên nghiệp. Một là răng được ngoại ngữ. Đó lý do vì sao trường ta đào tạo tới 41 tín chỉ trong khi bộ quy định chỉ có 10. Ủa quy định 10 nhưng mà chúng ta đào tạo 41. Nhưng mà các bạn cũng phải được đào tạo thêm nữa nha. Thứ hai là kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. 3 kỹ năng thuyết trình ấn tượng. 4 những vấn đề tư duy sáng tạo. 5 quản lý thời gian. 6 kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm. 7 xác định thế mạnh của thẩm định tương lai. Và 8 là kỹ năng tìm tiền trả lời phỏng vấn. Ví dụ như các bạn thấy kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nó nằm đâu trong đây? Giải quyết mâu thuẫn là nằm ở kỹ năng nào? Giao tiếp. Kỹ năng thuyết phục nằm ở kỹ năng nào? Giao tiếp, kỹ năng làm CV nằm ở kỹ năng nào? Tìm việc trả lời phỏng vấn, kỹ năng lãnh đạo nằm ở kỹ năng nào? À, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm, kỹ năng tổ chức công việc là nằm ở kỹ năng nào? Là quản lý thời gian. Rồi kỹ năng như là tư duy sáng tạo là nằm ở giải quyết vấn đề tư duy sáng tạo. Rồi kỹ năng tư duy là nằm trong giải quyết vấn đề. Cho nên thực ra tất cả những kỹ năng mềm các bạn nó gom lại thì nó đều là kỹ năng con của 8 kỹ năng mẹ này. Đầu tiên, tại sao ngoại ngữ là để số 1? Lý do vì như sao? Sau đây thì xin mời các bạn xem một đoạn clip. Đoạn clip như sao? Có một bạn nhỏ đi giao tranh. Bạn ấy đẩy cửa mà cửa không mở, đẩy cửa, đẩy bằng ngực mà không mở, đẩy bằng mông. Có cái gì đẩy cái đó mà cửa không mở, mở cửa. Hey! Đứng ra đây. Cửa thì kéo chứ không phải đẩy. Thằng kia cái một vô cái rồi. Cuối clip hiện lên nhập chữ Education Opens Doors. Câu này nghĩa là gì? Xin mời một bạn dịch giúp thầy. Thầy mời một bạn nha, bạn nào đeo bất kiến đi. Thường mấy bạn đeo bất kiến hay học giỏi lắm. Mới ngỡ bất kiến hả? Dịch đi em. Câu này nghĩa là? Em không biết hả? Cảm ơn em. Sao em có thể tốt nghiệp được lớp 12 hay vậy? Bây giờ lớp 6 mình đã học tiếng Anh rồi đúng không? Con này là câu căn bản lớp 6 trực trường. Mời bạn đến bên kia. Con này nghĩa là cũng không biết luôn. Còn em thì sao? Đâu, cứ đọc bên kia chỉ giúp thầy cả. Em dịch giùm thầy con này. Mời em suy nghĩ thêm. Trời ơi, phỏng vấn 4 sinh viên rồi đó nha. Sinh viên thứ năm bây giờ không theo bất kiến nè, mời bạn cho ta. Dạ thưa thầy, em xin trả lời đó là giáo dục mở cửa. Nghĩa là sao? Nghĩa là cách để mở, chỉ cách mở cửa. À, giáo dục chỉ cách mở cửa. À, cảm ơn em. Và câu này có nghĩa là giáo dục nó sẽ mở ra những cánh cửa. Ha, thì cái phần dịch của bạn là đúng rồi. Cảm ơn bạn. Và bạn không có đeo bất kiến, thầy phải suy nghĩ lại về quan điểm của thầy là mấy đứa đeo bất kiến hay học giỏi. Vậy thì ra mấy đứa đeo bất kiến nãy giờ học phải nó đọc sách đâu, chắc nó coi phim hay gì đó ha, cho nên là cuối cùng dịch không được. Nhưng bạn này thì đã dịch được, xin cho bạn tràng pháo tay. Và phần thưởng của em là cái điện thoại di động nằm trên bàn em nha. Rồi xin ra tạ.
giáo dục nó sẽ mở ra những cánh cửa, mà nghĩa đó là nghĩa rộng. Trong tập clip này đó chính là tiếng Anh, nó sẽ mở ra cánh cửa. Vì thằng nhóc kia, nhóc đi học nó biết tiếng Anh nó mở được, còn nhóc giao trứng thì không biết tiếng Anh. Và tiếng Anh là chìa khóa để mở ra ba cái cửa. Cửa thứ nhất vào các doanh nghiệp và công ty, tập đoàn lớn. Nhưng thời các em là doanh nghiệp, công ty, tập đoàn nhỏ cũng đầu tiếng Anh rồi. Bây giờ em đi làm thêm thôi, làm reception thôi, hoặc em đi làm phục vụ thôi, nó cũng đầu tiếng Anh rồi. Ủng hộ gì tương lai đi làm. Đó là cửa để mở vào doanh nghiệp. Hai là tiếng Anh là một cái chìa khóa để mở cửa để em đi ra làm công dân toàn cầu. Em có thể sách cặp táp để làm việc ở có thể khoảng 200 nước khác nhau. Có người Malaysia sáng sách cặp táp qua Singapore làm việc, chiều sách cặp táp đi về Malaysia, sáng qua Singapore làm việc, chiều quay về Malaysia. Đó là công dân toàn cầu. Và cơ hội việc làm em sẽ mở rộng gấp 200 lần, chứ không chỉ là tìm kiếm công việc ở trong cái khuôn viên của chúng ta. Và tiếng Anh còn là cái chìa khóa thứ ba, đó mở cửa để mình tiếp cận và mình học ra cái gì nữa. Chìa khóa thứ ba là chìa khóa mở cửa kho tàng tinh hoa tri thức của nhân loại. Vì nếu em biết tiếng Anh, em sẽ học được những thứ mà đứa khác không học được. Ví dụ, bây giờ thầy chào em, Sawadika. Là tiếng gì? Thái, nếu thầy biết tiếng Thái. Nếu em biết tiếng Thái, em sẽ đọc được những tinh hoa khoa học kỹ thuật của người. Rồi, kế tiếp, nhân sư. Vậy, đó là tiếng? Hả? Tiếng Anh hả? Nhân sư là tiếng Anh hả? Tiếng Hàn, cô rờ. Tiếng Hàn, tiếng cô rờ, rồi. Nếu em biết tiếng Korea thì như vậy em sẽ mở được kho tàng của người gì? Thì kho tàng kiến thức của người Hàn. Của người Hàn. Còn nếu như ảo, nếu em biết tiếng Trung Quốc em sẽ mở được kho tàng của? Của người Trung Quốc. Còn nếu em biết tiếng Anh? Về của cả thế giới. Gần như cả thế giới, vì đây là ngôn ngữ toàn cầu. Cảm ơn em, xin cảm ơn. Nên khi biết tiếng Anh, em sẽ học được những thứ những đứa khác không học được. Thậm chí là có những bài, những cuốn sách, những khóa học tiếng Anh mà thầy cô cũng không học được nếu thầy cô không giỏi tiếng Anh. Em học em sẽ giỏi hơn cả thầy cô. Và các bạn thấy cái ghi nhớ mới nãy á, là thầy học từ một cái ông kỹ thuật gia thế giới về ghi nhớ, ông dạy khóa học bằng tiếng Anh. Và khi em biết tiếng Anh thì em sẽ học được thứ đứa khác không học được. Từ đó em sẽ làm được những thứ đứa khác không làm được, và em sẽ có những thứ đứa khác không có được. Và thậm chí những cái khóa học trực tuyến mà nãy thầy chia sẻ, thầy có sản xuất bằng bút với khóa học trực tuyến, thầy biết được nó là nhờ một lần thầy đi tham quan cái vùng tại New Zealand. Và ở bên đó, trường thầy học bên đó, khoảng 30% các học phần họ đã đưa lên trên Internet, tức là đưa lên trên hệ thống e-learning, hệ thống website, và sinh viên có thể học trên đó. Và xu hướng thế giới là người ta sẽ học bằng video clip, người ta ngồi ở nhà, họ mới tính lên với Internet là học được, không cần phải đến lớp, đến trường. Và xu hướng đó là xu hướng của toàn cầu. Nhưng Việt Nam chúng ta thường đến trễ sau khoảng 5 năm so với thế giới. Vì vậy cho nên là sau đó thì về Việt Nam mới bắt đầu đón đầu cơn sóng đó bằng cách là phải sản xuất trước các phòng trực tuyến. Nhờ vậy cho nên là thầy mới bắt đầu có thể nghiệm vô của ba lần. Đó chính là một phần nhà tiếng Anh. Hoặc các bạn biết Jack Ma không? Jack Ma ổng sáng tạo ra cái gì? Alibaba đúng không? Ổng là giáo viên dạy gì? Dạy tiếng Anh, cho nên ổng qua bên Mỹ đó. Ông qua bên Mỹ, rồi ông tham quan, ông quan sát, ông học hỏi bên Mỹ, rồi ông mới biết đến thương mại điện tử, rồi sau đó ông mới về Trung Quốc là ông mở đầu tiên khởi nghiệp với Alibaba. Đó chính là tiếng Anh nó thông não của mình trên thế giới. Đó là lý do vì sao mình phải giỏi ngôn ngữ. Rồi kỹ năng thứ hai là kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp. Có một câu nói như sau: nếu thiếu ngôn ngữ em sẽ rất khó làm việc ở công ty lớn, em sẽ bị mất cơ hội. Nếu thiếu bằng cấp em sẽ mất cơ hội thăng tiến bậc cao hơn. Còn nếu thiếu kỹ năng giao tiếp, mình sẽ mất tất cả. Mình sẽ mất tất cả. Ví dụ, bữa thầy có nhận một cái bộ profile do thầy cũng hay đi làm việc với nhân sự trong một số công ty. Thì có một cô bé gửi cái profile và cái địa chỉ email cổ để liên lạc như sau. Cô bé da đen 08-1291-gmail.com. Và cái địa chỉ email này, thông qua địa chỉ này thì ban tuyển dụng mới đánh giá là cô này cũng không có chuyên nghiệp trong cái địa chỉ email, mà một cái không chuyên nghiệp người ta sẽ hình dung ra đây là một người không chuyên nghiệp. Giống như các bạn thấy một người ngồi xe hơi đúng không, họ mở cửa sổ cái họ quăng cái bịch rác xuống, em sẽ đánh giá cái người ngồi trên xe hơi đó là người như thế nào. Là họ không có ý thức mặc dù họ ngồi xe hơi.
Thì như vậy đây chính là cái đó gọi là cái lỗ hổng nhân cách đó, là người ta sẽ đánh giá luôn cả cái hình ảnh của cả cái nhân cách đó. Đây là cái lỗ hổng nè. Hoặc ví dụ hậu vệ mặt trời 2000@yahoo.com và bạn này cũng bị đánh giá là địa chỉ mail không có chuyên nghiệp, có thể làm việc không chuyên nghiệp. Rồi tiểu thư internet 2017@yahoo.com, địa chỉ email hiện tại của em là gì? Yngonghilượng nè. Hoặc ví dụ như sunny99296@gmail.com thì cũng được nếu làm việc ở công ty nước ngoài. Tuy nhiên địa chỉ email này nếu dùng ở công ty Việt Nam thì có thể không phù hợp lắm. Thứ hai là nó bị vi phạm một cái quy tắc về quy tắc dễ nhớ. Số không nên quá 2 con số vì số là thứ rất khó nhớ. Và địa chỉ email nên từ 2 con số trở xuống, không có số càng tốt. Địa chỉ này cũng được nhưng mà cũng dài, có nhiều số. Còn bạn này tên là Nguyễn Xích Châu, tên bạn không cùng hàng, cho nên là bạn lấy tên họ của bạn làm địa chỉ email luôn thì ok, địa chỉ thì được. Nó một là có quy tắc chuyên nghiệp, hai là không vi phạm quy tắc dễ nhớ. Rồi anhtuấn.copywriter@gmail.com thì đây là địa chỉ email hay. Nguyên nhân bởi vì bạn Anh Tuấn không chỉ nói tên của bạn mà bạn còn gắn với chuyên ngành của bạn nữa, thì bạn đang xây dựng thương hiệu từ một cái nhỏ tới là địa chỉ email. Và bây giờ mỗi lần thầy nhớ đến copywriter thì cộng viên tập viên á thì nghĩ đến ai? Nghĩ đến Anh Tuấn, hay nó liên lạc với nhau hay cụm từ. Hoặc ví dụ như địa chỉ email có thể là Khắc Hiếu tâm lý giáo dục @gmail.com và tên của thầy và địa chỉ, nó có cả cái chuyên ngành của thầy. Rồi người ta sẽ nhìn, người ta sẽ biết thầy làm cái nghề gì. Còn địa chỉ email hiện tại của em là gì? Vậy chúng ta thấy đôi khi chỉ có một cái lỗ hổng nhỏ thôi, người ta sẽ đánh giá cả về hình ảnh chuyên nghiệp của chúng ta, đó chính là cái hình ảnh giao tiếp. Hoặc thỉnh thoảng có những cái phép lịch sự mà chúng ta không nắm rõ, có thể là chúng ta sẽ làm fail một cái cuộc giao tiếp. Ví dụ như bữa nọ có một cái người gọi điện thoại cho thầy để mời làm cái chương trình nọ, bạn ấy gọi như sau: alo anh Hiếu hả, lâu rồi mới gặp, anh nhớ em không? Bạn ấy hỏi anh nhớ em không, và sau đó thầy mới nói là à xin lỗi bạn, không biết bạn tên là gì. Anh không nhớ anh toán đi, anh toán của em tên là gì nè, nghe giọng quen quen không? Và quy tắc đầu tiên khi mình giao tiếp qua điện thoại là mình phải tự xưng danh nếu đó là cuộc gọi đầu tiên, và phải cho người ta biết mình là ai để người ta định vị mình trong giao tiếp, để người ta quyết định có nên giao tiếp tiếp hay không, người ta quyết định về cách xưng hô, người ta quyết định về thái độ, vâng. Mà mình không cho họ biết là ai thì mình là hoàn toàn người lạ, họ rất là khó giao tiếp. Sau đó thầy mới kiềm chế rồi thầy mới nói rằng dạ bạn ơi, bây giờ giọng qua điện thoại á thì nó rất là khó để nhận ra, không biết là bạn tên gì. Thầy hỏi lần ba luôn. Bây giờ là anh ráng toán con, em nói to nè, anh ráng toán con, hồi trước em với anh có gặp trong cái hội thảo rồi đó, cái đây 4 năm đó, anh nhớ không? Máu lên được 41 độ C. Sau đó thầy mới nói tiếp, à bạn ơi, cái hội thảo 4 năm rồi cho nên là mình cũng lâu quá rồi, mình không có nhớ, không biết là bạn tên gì, hỏi lần 4 luôn. Bạn trả lời, ráng nhớ đi anh nè, em cho anh 30 giây, ráng nhớ đi. Và bạn nói to lên cho thầy nhớ. Cuối cùng thì sao? Nếu như một người giao tiếp không chuyên nghiệp thì người đó làm việc có chuyên nghiệp không? Thì cảm giác là không, cho nên thôi lúc đó thầy xin lỗi, là xin lỗi bạn, không giao tiếp nhiều. Rồi sau đó thì người đặt mai. Cho nên đôi khi trong vấn đề giao tiếp đó, mình có những cái lỗ hổng mình bộc lộ ra, có thể làm hỏng cả một giao tiếp. Hoặc có một lần phỏng vấn tuyển dụng thì có một chị ứng viên kia chỉ mắc một cái lỗi giao tiếp như sau. Em cho chị một cái viết đi. Một cái lỗi rất là nhỏ, do chúng ta được rèn luyện trong suốt 12 năm phổ thông của 4 năm đại học, đó chính là lỗi quay biếm. Ngồi nói chuyện với bạn tuyển dụng nha, nhưng mà tay bảo quay biếm. Có một số bạn thì ngồi quay điện thoại, và động tác quay, thế này có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là đang đếm thời gian. Và người nào đang quay thế này có nghĩa là họ đang chán, họ đang buông thời gian. Cái người tích tắc của cái đồng hồ đó, nhìn nhìn chân rõ rõ cả bên trên bàn đều rất chung ý nghĩa như vậy. Và khi ngồi nói chuyện với bạn tuyển dụng mà họ ngồi quay biếm như này và điện thiện cảm là nó hạ xuống gần bằng không. Và các bạn biết là cái bằng mạnh nhất trong mấy cái bằng mà mình có, các bạn biết là bằng gì không? Bằng lòng. Và chính cái giao tiếp nó sẽ làm mất cái bằng đó, đó chính là bằng lòng. Cho nên bạn có bị mắc một cái lỗi nhỏ trong giao tiếp do hành động này. Chúng ta được rèn luyện trong suốt 12 năm phổ thông và 4 năm đại học nè, thì mấy cái này mình cắt bỏ ra bớt nhanh. Hoặc ví dụ như ngồi nói chuyện nhưng mà bắt tay lại, phân tâm còn 1 ngày nữa là sao ghế nữa chứ. Bởi vì động tác phân tay là động tác mình đóng cửa, đóng cái rào cản nè. Thường mình chỉ phân tay khi một là mình thấy lạnh, hai là mình cảm thấy không muốn giao tiếp, ba là mình cảm thấy hơi bất bình với đối phương nên thường mình sẽ phân tay lại, bốn là mình sẽ tự vệ. Ví dụ như ai đó một cái nhìn vào đồ thông hay mộ của mình hoài, mình sẽ phân tay lại. Thì động tác phân tay là đóng cửa nè, mở cửa nè,
có cái một con ngã ngửa ra sau ghế để là mình giãn khoảng cách với đối phương, vừa đóng rào và vừa giãn khoảng cách thì nó sẽ làm giảm từ nhạy cảm xuống. Nên khi chúng ta học về giao tiếp, chúng ta sẽ cắt bỏ bớt một số động tác thừa. Hoặc ví dụ như có những cái kỹ năng giao tiếp mà khi mình học, khi mình đi làm nó sẽ dễ hơn. Chẳng hạn như mình muốn chê sếp hoặc là mình góp ý cho nhân viên thì mình có thể không chê thẳng mà mình sử dụng công thức, ví dụ công thức bánh sandwich. Nó gồm có 3 lớp chính, một lớp là bánh mì mềm mịn, một lớp là thịt rau và một lớp là bánh mì. Thì bây giờ lớp bánh mì này là lớp khen. Đầu tiên mình phải mở đầu một lời khen, sau đó mình đệm cái lời chê, lời phê bình của mình vô. Người ta hơi sốc sốc rồi mình lại đệm thêm một cái lời khen, người ta lại mở lòng ra. Thì như vậy 1/3 là chê, 2/3 là khen thì người ta dễ tiếp thu hơn. Nhưng thường cái bản năng của mình là mình quất vô, mình quất lớp thịt rau cho họ ăn liền đó, thì lúc đó là bị sốc. Và bản năng của mình là chê thẳng. Vì thế cho nên là mình cần một cái công thức này để mình khéo léo hơn trong giao tiếp, để mình không có bị người ta ghim, hoặc là không có bị mấy bạn đồng nghiệp mà họ để bụng. Hoặc thậm chí nếu như sâu hơn, nó gồm có 5 lớp luôn. Một lớp bánh mì là lớp khen, lớp rau chứ là lớp băn khoăn lo lắng, rồi lớp thịt là lớp chê, rồi lớp phô mai là lớp gợi ý phương án thay thế, và cuối cùng là lớp bánh, đó chính là lớp khen. Thì khi em học những cái kỹ năng giao tiếp thì nó sẽ có thể hướng dẫn em những cái cách để mình có thể ứng xử với đồng nghiệp trong môi trường công sở. Và cao nhất của level giao tiếp là kỹ năng ảnh hưởng với người khác, kỹ năng thuyết phục người khác. Và có một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật thôi miên. Thôi miên bằng ánh mắt thôi, nghĩa là mình ảnh hưởng người khác bằng ánh mắt thôi. Các bạn thấy thôi miên lần nào chưa? Sau đây thì thử thôi miên một bạn nha. Bạn nằm trên lầu mới nãy muốn xuống dưới đây không? Xa quá, nhảy xuống thì nó hơi nguy hiểm, cho nên chắc thì mời đi. Chào em, mời cô gái đang ngồi đây. Mời em bước lên sân khấu, thầy sẽ thôi miên bằng này trong ngày hôm nay nha. Để chứng minh rằng nếu em học kỹ năng giao tiếp có những kỹ thuật nó rất là vi diệu. Mời em nhanh chóng bước lên sân khấu. Rồi, tác phong công nghiệp thầy cô mời là mình lên liền nha. Thường là chúng ta khi được mời chúng ta sẽ bắt đầu đứng lên và quay lại đi. Giờ sau, bắt đầu mặc quần mặc áo rồi vô rất là lâu. Mời chúng ta tới đây lên nha. Chào em, chào cô gái. Thầy sẽ đảm bảo tính mạng của em không có bị gì đâu, đừng lo. Rồi, mời em bước lên trên đây. Có bạn nào có tờ giấy không? Cho thầy xin tờ giấy hoặc một tờ giấy. Tờ giấy trắng nha. Mời em tự giới thiệu trong vòng 30 giây. Xuống phía dưới và giao cho một bạn mà em cảm thấy bạn ấy đẹp trai nhất và đáng tin tưởng nhất trong cái hội trường này. Và em sẽ đảm bảo rằng bạn trai ấy sẽ bảo vệ tờ giấy cho đến hơi thở cuối cùng cho em mà không mở ra xem. Em tin ai, em giao đi vì. Và người đàn ông mà bạn ấy tin tưởng cả đời đó chính là người đàn ông này đây. Và bạn trai ơi, hãy đừng phụ lòng tin của bạn ấy nhé, hãy bảo vệ tờ giấy cho đến hơi thở cuối cùng nhé. Rồi mày đi bước lên sân khấu, thầy sẽ vẽ một cái vòng tròn thơ miên trên tay. Rồi bây giờ Huy hãy cầm cái viết này. Nhiệm vụ của Huy như sau. Thứ nhất, thường để thơ miên thì chúng ta phải giữ đầu óc thật là trong sáng. Vì nếu như đầu óc của em nổi lên những suy nghĩ đen tối, đặc biệt là với người đàn ông em tin tưởng, thì nó sẽ ám thị em cả đời nha. Thứ hai, hãy tuân theo hiệu lệnh cách tuyệt đối. Vì nếu làm sai hiệu lệnh, sai quy trình sẽ dẫn đến tác dụng phụ là bị mất trí nhớ. Rồi bây giờ Vi, em hãy ghi giúp thầy tất cả những con số lẻ từ 1 đến 15 bên ngoài vòng tròn. Ghi. Tất cả con số lẻ từ 1 đến 15 bên ngoài khoảng thời trống thì ghi to cho cả lớp cùng thầy. Đó là con 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 và cuối cùng là 15. Sau đây Vi, em hãy vui lòng đánh dấu X vào 4 con số bất kỳ trong các con số trên đây.
Nhưng trước khi đánh dấu X, hãy nhìn vào mắt của thầy 5 giây không chớp mắt. 3 giây thôi cũng được. 3 giây bắt đầu. 3, 2, 1, đánh đi đi. Và chúng ta thấy bạn Vi đã quyết định thêm một con nữa, đánh dấu X một con nữa. Bạn đã đánh dấu chọn con 3, chọn con 7, chọn con 9 và chọn con 13. Mời em ghi 4 con anh có đánh dấu vào đây. 4 phòng hoạt động lớn là 3, 7, 9 và 13. Sau đây Vi vui lòng khoanh tròn, nhớ là khoanh tròn nha, vào 2 con bất kỳ trong 4 con này mà em cảm thấy nó không mang đến may mắn cho em lắm. Nhưng trước khi khoanh tròn hãy nhìn vào mắt của thầy 3 giây không chớp mắt, 3 giây bắt đầu. Và 2, 1, khoanh đi đi. Vậy hai con không mang đến may mắn tức là hai con xui xẻo của bạn là con 3 với con 9. Hai con may mắn nguyên vẹn còn lại là 7 với 13. Mà vì hai con may mắn của em vào đây là 7 và 13 là hai con nguyên vẹn em đã trừ lại. Bây giờ trong hai con này em vui lòng cho thầy biết con nào xuất hiện ở trước trong tâm trí của em để thầy tìm ra con số cuối cùng còn lưu lại sâu nhất trong tiềm thức của bạn. Thầy sẽ tìm ra con số cuối cùng còn lưu lại sâu nhất trong tiềm thức của bạn bằng câu hỏi cuối: con nào xuất hiện ở trước trong tâm trí em? Trước khi trả lời nhìn vào mắt thầy 3 giây không chớp mắt, 3 giây bắt đầu. 3, 2, 1, trả lời đi. Dạ thưa thầy, con số hiện tại là con số xuất hiện ở trước. Vậy con số lưu lại sâu nhất cuối cùng trong tiềm thức của bạn là con số 7, là con số lưu lại sâu nhất cuối cùng ở đằng sau. Mời em ghi con số đó vào trong vòng tròn này, là con số 7, là con số lưu lại cuối cùng sâu nhất trong tiềm thức ở đằng sau. Và bây giờ Vi hãy xuống người đàn ông mà em tin tưởng. Hãy xuống người đàn ông ấy, lấy tờ giấy lên đây đi. Và bạn ấy đã bảo vệ tờ giấy từ nãy đến giờ. Em phải trả tờ giấy cho người bạn gái của mình. Hãy nhớ đừng phụ lòng tin của bạn nhé. Rồi Vi bước lên đây. Vậy chúng ta thấy con 7 là con bạn có đánh dấu trọ, con 7 cũng là con may mắn bạn chừa lại, đồng thời con 7 là con lưu lại sâu nhất trong tiềm thức của bạn ở cái đằng sau. Và bây giờ mời Vi hãy mở tờ giấy ra xem trong tờ giấy là cái gì vậy. Và trong tờ giấy là con số 7. Cảm ơn Vi vì đã cho bạn. Và phần thưởng dành cho em như sau: em hãy ghi địa chỉ email của em vào trong đây ha. Địa chỉ email hoặc số điện thoại cũng được, em thấy cái nào tiện hơn thì ghi cái đó. Và thầy sẽ có một phần thưởng dành cho em đúng không? Vậy bạn quyết định là ghi số điện thoại. Và số điện thoại của bạn gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 số 11 số. Cảm ơn em. Cảm ơn Vi nhé, mời em về chỗ. Và phần thưởng của em là gì? Thầy sẽ giao tờ giấy này cho người đàn ông mà em tin tưởng. Em ơi, người ta đã tin em đó, người ta tin em lắm rồi, người ta tin em cả đời đó. Mà người ta còn ghi số điện thoại vào đây nữa đó, nha. Bởi vì cho nên hãy biết tận dụng cơ hội nha. Rồi, chúc em hạnh phúc nha. Vậy, thật ra cái phần vừa rồi không phải là thôi miên, đó chính là kỹ thuật thuyết phục thôi, bằng cách đưa ra nhiều sự lựa chọn mà thầy dẫn dắt. Ví dụ như, đầu tiên thầy biết chắc là trong những con số lẻ từ 1 đến 15 á, sẽ có con số 7. Và thầy chọn đại 7 thì đi vô tờ giấy. Sau đó thầy yêu cầu bạn ấy đánh dấu X và 4 con bất kỳ. Và thầy hỏi bạn ấy đánh dấu X và 4 con bất kỳ và thầy quan sát xem bạn ấy có đánh vào con 7 của thầy không. Nếu bạn ấy có đánh dấu X vào con 7, thầy sẽ yêu cầu em ghi 4 con em có đánh dấu X vô. Còn nếu như bạn Vi mà không có đánh dấu X vào con 7, thầy sẽ yêu cầu ghi 4 con còn lại vô. Thầy gọi là 4 con. Và trong 4 con này thầy yêu cầu khoanh tròn 2 con mà không thấy may mắn đi. Nếu bạn ấy có khoanh con 7 thì sẽ yêu cầu ghi 2 con em có khoanh vô. Còn trường hợp này bạn ấy không có khoanh con 7 thì yêu cầu em ghi 2 con còn lại vô. Thầy loại được 2 con. Giữa 7 với 13 thì con nào xuất hiện trước? Nếu bạn ấy trả lời con 7 xuất hiện trước, mừng quá ghi con 7 vô liền đi. Còn nếu bạn ấy trả lời con 13 xuất hiện trước, vậy hãy ghi con còn lại. Và thực chất là thầy đang dẫn dắt bằng cách đưa ra nhiều sự lựa chọn. Vì tâm lý người ta không thích bị ra lệnh. Và người ta không thích chỉ có một option để mình chọn. Mà nếu em đưa từ 2 option trở lên, người ta sẽ dẹp bỏ cái rào cản tâm lý thường lệ đó. Và người ta sẽ suy nghĩ mình nên chọn cái nào, chứ người ta sẽ không nghĩ là lý do vì sao mình phải chọn. Cho nên các bạn thấy khi người ta bán điện thoại á, một cái Samsung S10 nó luôn luôn ra cái S gì? S10 Plus.
để có hai cái cho người ta chọn, để có cái cho người ta so sánh. Hoặc nếu như không có cái plus đó thì người ta sẽ so sánh cái Samsung 10 với lại cái X, cái iPhone X, thì như vậy người ta sẽ mất một lượng khách hàng. Hoặc ví dụ như bây giờ thì nhờ em, bạn làm giùm mình cái này đi, bạn ấy sẽ phản về tâm lý là tại sao tôi lại phải làm. Nhưng thì nói bạn ơi, chiều nay gấp quá có ai bị sao đây mình làm không có kịp. Bây giờ bạn phụ giùm mình một việc nào thì mai mốt mình sẽ phụ lại. Bây giờ việc A thì rất là khó, việc B thì nó cũng rất là lâu, mà việc C thì cũng khá là nhanh, bạn phụ mình được việc nào. Thì người ta sẽ suy nghĩ xem người ta sẽ chọn cái nào trong ba cái đó có lợi cho người ta hơn. Thì như vậy xu hướng người ta sẽ chọn một trong ba. Hoặc em tham mưu cho cấp trên, thì như vậy em đưa ra một phương án thôi, thì có thể là sếp thấy không được sếp sẽ gạt bỏ. Nhưng em đưa ra từ hai phương án trở lên, sếp sẽ coi coi cái phương án nào nó có hiệu quả hơn hoặc là nó được hơn, học sẽ chọn phương án đó. Thì có thể là sẽ chọn một trong hai, thì cái xác suất người ta chọn sẽ cao hơn. Thì đó là một cái kỹ thuật trong cái chiến lược tiếp thuật, là đưa ra nhiều sự lựa chọn ha, và dẫn dắt. Đó chính là kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra còn có những kỹ năng khác như kỹ năng thuyết trình ấn tượng nè, kỹ năng thuyết trình ấn tượng giống như cái chai gì nè, em có nội dung bên trong em muốn rót ra cho khán giả nhưng mà mình bị đóng nắp, tức là mình không có kỹ năng diễn đạt. Và kỹ năng diễn đạt đó chính là kỹ năng thuyết trình, và mình muốn rót ra cũng không rót được. Có bao giờ thầy cô hỏi một câu hỏi em biết câu trả lời mà không biết nói sao không? Đó chính là mình thiếu kỹ năng diễn đạt. Hoặc có bao giờ trên đường em thấy một sự kiện nó rất là hấp dẫn, cái sự kiện đó nó rất là lâm ly bi đát, em về nhà em kể lại em thấy nó nhạt nhẽo không? Đó là do mình không có kỹ năng diễn đạt. Và tương lai khi mình đi làm, mình có một ý tưởng rất là tuyệt vời, mình có ý tưởng nó đắt giá vậy lắm, mình đứng lên mình nói xong mình thấy nó rẻ bèo à. Đó chính là kỹ năng diễn đạt. Cho nên nếu như mình không có kỹ năng thứ ba thì người ta rất là khó biết chất bên trong của mình như thế nào với những trường hợp mình trình bày những lúc đầu mình đi lệnh. Kỹ năng thứ tư là kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo, và đi làm bản chất là giải quyết vấn đề của doanh nghiệp và của khách hàng. Đây là bạn sinh viên của trường Đại học Đông Á. Sau khi tốt nghiệp trường, bạn ấy có cái xe đạp là cái bằng của bạn á, bạn đặt ra mục tiêu. Giờ mục tiêu của mình là sẽ có lương một công việc ổn định, lương 30 triệu tháng, rồi một vợ hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh. Và mình sẽ cố gắng mình đạp cái xe đạp ráng lên, nó hơi dốc một tí nhưng mình sẽ ráng lên. Yeah, cuối cùng mình đạt được mục tiêu của mình rồi. Mình đã có một công việc ổn định, lương 30 triệu tháng, rồi một vợ hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh, và đó là kế hoạch của bạn. Và sau đây là thực tế. Trước khi đi đến được cái mục tiêu của mình, bạn ấy phải trải qua rất nhiều những sự cố và những điều ngoài ý muốn. Chẳng hạn bắt đầu đi xin việc, đến cái bờ vực này thôi, bạn đưa mình đến đây thôi. Nhưng bạn ai cũng có, không phải ai cũng qua được. Và doanh nghiệp đưa ra mình cho những bài toán để mình xử lý được không? Nếu không thì không qua được. Rồi bây giờ giao cho mình cái rừng việc, làm sao để sắp xếp cái rừng việc này để không bị lạc, phải xử lý công việc. Rồi bắt đầu thí dụ như là 4.0 tới, cái ngành của mình nó bị ảnh hưởng, nó bị đóng băng, bây giờ làm sao để sống sót vượt qua. Mình gặp bạn khách hàng lớn, khách hàng khó, làm sao mình xử lý khách hàng đó. Rồi hòa nhập vào biển lớn, bắt đầu mấy con cá mập Singapore, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản ra đây cạnh tranh với mình, làm sao để đối phó với mấy con cá mập, nếu không mình sẽ chết ở đây. Lên trên đây bị mưa đá trúng đầu, ví dụ bị tai nạn chẳng hạn, hoặc là pháp luật thay đổi, thì như vậy làm sao để vượt qua. Rồi công ty phá sản chẳng hạn, là đám cháy, công ty bị cháy, ví dụ như bị đồng nghiệp hại, là bị rắn độc cắn, là làm sao để giải quyết, vân vân. Cho nên bạn thấy khi đi làm, vấn đề sẽ liên tục được nảy sinh. Nếu chúng ta không có kỹ năng giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ bị tắc liền vào một chỗ nào đó. Và có nhiều người họ bị tắc ở một chỗ, họ không qua được, cuối cùng thì cái mục tiêu chỉ nằm ở phía trước mà thôi. Đó chính là kỹ năng số 4. Kỹ năng số 5 là kỹ năng quản lý thời gian. Quản lý thời gian bản chất là tổ chức công việc và quản lý cuộc đời. Ví dụ đây là một cái ao. Dưới ao nó có 3 cái vật liệu sau đây, các bạn sẽ làm việc gì? Một, nếu em đi vớt dừa, em sẽ vớt và bán được 10.000 đồng một trái. Và sau đó thì em sẽ vớt được cả ngày được 50 trái, tức là 500, sống được khoảng vài ba ngày. Nhưng nếu cùng khoảng thời gian đó em không đi vớt dừa, đi chài cá, thì em sẽ chài được 2 con cá sủ vàng, bán được 3 triệu con. Nhưng nếu như em không đi chài cá, dưới đáy ao, dưới lớp bùn sâu nó có một cục vàng thô. Cả ngày em dành để em đi mò cục vàng đó, em sẽ mò được một cục vàng giá 200 triệu. Vậy nếu chỉ có một khoảng thời gian để làm việc, em sẽ làm việc nào trước? Tất nhiên là đi mò vàng, vì nó sẽ giúp cho mình sống cả năm. Còn đi chài cá thì giúp cho mình sống được 1-2 tháng. Còn đi chài dừa, đi bớt dừa thì sẽ giúp cho mình sống được một vài ngày. Tất nhiên là đi mò vàng, bởi vì vàng nó chính là thứ mang đến giá trị nhất, hiệu quả nhất.
Việc làm cũng vậy, dừa là những việc linh tinh, cá là những việc tương đối quan trọng, còn vàng là những việc quan trọng nhất. Và khi em tổ chức công việc, ưu tiên đi mò vàng trước, dư thời gian mới đi chạy cá, dư thời gian mới đi bắt dừa. Nhưng theo bản năng thông thường của mình hay làm gì trước các em? Đúng rồi, mình hay đi bắt dừa trước vì nó dễ và nó có tiền trước mắt. Dễ và tiền trước mắt người ta gọi là ăn sổi, ăn thầy vậy. Nên khi tổ chức công việc phải phân loại xem đâu là cục vàng của mình, đâu là con cá và đâu là dừa. Và quản lý thời gian ở level 4, người ta sẽ không làm ba việc này. Ba việc này là level 1, level 2, level 3. Level 4 là người ta sẽ thuê người làm ba việc đó. Họ chỉ ngồi đó, họ điều phối thôi. Và họ sẽ trả lương theo ngày công. Rồi sau đó, ví dụ như người nào mà vớt dừa, họ sẽ trả 100 ngàn, ngày. Họ bán 500, họ lấy 400. Người nào chạy cá thì họ sẽ trả 1 triệu ngày, họ sẽ bán từ 2 cá 6 triệu, họ lấy 5 triệu. Người nào mò vàng họ trả 10 triệu, họ lấy 190 triệu. Và họ chỉ hơn được những cái người đi làm kia ở một cái chỗ, chứ họ có tầm nhìn, họ nhìn thấy ba thứ. Và họ kỹ năng tổ chức công việc, sử dụng thời gian của người khác. Đấy chính là kỹ năng quản lý thời gian. Nên khi em có kỹ năng này, thời gian em của em không phải là 24 tiếng một ngày, mà có thể là 48, 72, 116 hoặc thậm chí cả ngàn giờ một ngày. Không biết sử dụng thời gian người khác. Đó là kỹ năng quản lý thời gian. Rồi, kỹ năng số 6 chúng ta cần là làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm. Làm việc nhóm thì nó có một câu kinh điển là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội. Nếu không có kỹ năng này, mình sẽ là đồng đội. Và kỹ năng lãnh đạo nhóm, nếu như chuyên môn của em với bạn bằng nhau, đứa nào có kỹ năng lãnh đạo nhóm, đứa đó lên làm sếp. Thậm chí chuyên môn của em thấp hơn bạn xíu, nhưng em có kỹ năng lãnh đạo nhóm, em vẫn có thể làm sếp. Tức là sử dụng những người có chuyên môn giỏi hơn em. Rồi, kỹ năng số 7 là xác định thế mạnh để hoạch định tương lai. Mình cần biết mình mạnh cái gì để mình chọn nghề. Để trả lời cho cái gốc cây mới nãy á, là những cái em giỏi á. Giống như một ông sếp, ông có 7 ứng viên, gồm con quạ, khỉ, chim bánh cục, voi, cá, hải cẩu với con chó. Ông nói này, mấy đứa hãy trèo lên đỉnh ngọn cây. Đứa nào mà trèo lên trước, đứa là nhân viên xuất sắc ra trả lương hồ hình cho. Con nào lên đầu tiên? Khỉ lên thằng gì thôi. À, con quạ lên đầu tiên là nhân viên xuất chúng, được trả lương rất hậu hĩnh. Con khỉ là nhân viên giỏi, được trả lương sống khá sung túc. Con hạng ba là con gì? Con voi là nhân viên trung bình, trả lương tạm đủ sống. Con thứ tư là con gì? Con chó nó trèo bốn gãi cái bóng nó luôn, nó là nhân viên quèn hay bị trừ lương. Và con này về nhà hay bị vợ chửi vì không đủ tiền mua bỉm sữa cho con. Con giải năm là gì? Chim cánh cụt và hải cẩu, do hai con này vừa không có bóng, vừa không biết trèo mà lại quá mập do hút trà sữa quá nhiều. Nào là trà sữa gông cha, là gót cha, là trà sữa alay, là trà sữa coi, là thêm cho bánh lăng, thêm cho trâu trắng, cho trâu đen, thêm cho lớp biêu farm. Cho nên nó mập quá, nó trèo không có nổi, là hai nhân viên này bị đuổi việc, không có được nhận và sống nói chung cũng lăng bạc. Cuối cùng là con cá được mệnh danh là những đứa ngu bẩm sinh. Nhưng chúng ta thấy đấu trường này là dành cho ai? Đấu trường leo cây là dành cho quạ và khỉ. Mà mấy con còn lại nó chọn sai đấu trường rồi vì nó không biết nó mạnh cái gì. Ví dụ nếu chọn đấu trường là sức mạnh như kéo gỗ, chẳng hạn đứa nào kiếm được nhiều tiền nhất. Còn nếu chọn đấu trường đánh hơi ngửi mùi tìm vật, đứa nào dập đầu. Chó, nếu chọn đấu trường là khắc nghiệt như nam cực, đứa nào là đứa duy nhất sống sót để nhận lương. Chim bánh cụt, nếu chọn đấu trường len lỏi trong những ngõ cắt sông hồ cây suối, đứa nào là number one. Cá, còn nếu chọn đấu trường thì bắt mấy cá, đứa nào bắt được nhiều. Hải cẩu với chim bánh cụt. Vậy chúng ta thấy mỗi người phải biết thế mạnh của mình. Và khi biết được thế mạnh, em sẽ chọn cái đấu trường nghề nghiệp cho nó khớp. Đó chính là ý nghĩa của kỹ năng số 7. Còn nếu như mình không có kỹ năng 7, mình chọn đại, chọn nghề đại, chọn ngách đại, mình có nguy cơ đi làm và nha. Và cuối cùng là kỹ năng tìm việc và trả lời phỏng vấn thông minh. Thì kỹ năng tìm việc này, thầy có một cái đứa em bà con xa, nó tên là bé An. Nó tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại nó là công nhân của khu công nghiệp Giao Long. Thì hỏi tại sao em tốt nghiệp thủ khoa, cái hồ sơ em đẹp vậy mà học đi kiếm việc gì đó cho nó tốt. Và bé An nó trả lời là việc khó kiếm lắm anh. Việc khó kiếm lắm anh, cái ngành cũng khó kiếm lắm. Trong khi cái ngành của nó mấy chục đứa khác ra trường có việc, còn nó thì không. Vì nó rất giỏi về chuyên môn, nó thiếu kỹ năng mềm và thiếu kỹ năng tìm việc. Thầy còn hỏi tiếp là vậy em làm ở khu công nghiệp đó là lương tháng em nhiêu? Và trả lời thôi, người ta nói chung là em mới làm có nửa tháng em chưa biết lương nhiêu.
Em hỏi bộ trưởng ơi, khi xin tiền em không có đạt tháng lương hả? Nó trả lời, người ta nhận mình là mai rồi. Người ta nhận mình là mai rồi. Nó không đạt tháng lương rồi. Và các bạn thấy rõ ràng, bạn nó rất thiếu kỹ năng mềm và thiếu kỹ năng số 8. Cho nên chuyên môn rất giỏi nhưng vẫn không kiếm ra tiền để làm. Và nếu em có kỹ năng này, đôi khi một con nối của em có thể lên được 2-3 triệu tháng hoặc mất 2-3 triệu một tháng. Ví dụ đạt tháng lương. Hãy có đạt tháng lương với một bạn tên là Tiến, hỏi Tiến. Và Tiến là copywriter. Em thì làm việc cũng được, nghe vậy anh cũng sẽ nhận em, nhưng mà em cần mức lương khoảng bao nhiêu thì nghỉ đi. Thì Tiến trả lời, dạ em mới ra trường chưa bao nhiêu lâu, anh trả em khoảng 4 triệu, 4 triệu rưỡi cũng được. Và cách đây khoảng chừng, việc đó xảy ra cách đây khoảng 5 năm. Nhưng mức lương khởi điểm ở vị trí đó, công ty này là 7 triệu một tháng. Và bạn ấy không biết là tháng lương, bạn ấy 4 triệu, 4 triệu rưỡi cũng được. Lập tức công ty chụp lấy con số bao nhiêu để trả. 4 triệu trả liền, đúng không? Vậy bạn ấy đã mất bao nhiêu triệu tháng? 3 triệu một tháng vì không biết là tháng lương. Cho nên khi em học cái kỹ năng mà trả lời phỏng vấn này nè, thì như vậy mình có thể là giúp cho cái thu nhập của mình có thể tăng lên trong cái vòng thời gian đó và ảnh hưởng đến cả quá trình làm việc về sau. Rồi đó chính là các cái kỹ năng bạn ha. Và sau đây là bài tập số 4 về nhà mình làm. Bài tập như sau: em phải sắp xếp 8 kỹ năng đó vào trong 4 năm học tập của em. Năm nhất học kỹ năng gì, năm 2 học kỹ năng gì, năm 3 kỹ năng gì và năm 4 kỹ năng gì. Để sau khi tốt nghiệp 4 năm em có đầy đủ bộ 8 kỹ năng mềm đó để trở thành người làm việc chuyên nghiệp. Và đây là một cái mẫu thì sắp xếp sẵn cho các bạn tham khảo ha. Là năm nhất học mấy cái này, năm 2, năm 4. Và kỹ năng giao tiếp thầy trẻ là 4 năm. Vì kỹ năng giao tiếp nó rộng quá nên thầy trẻ nhỏ ra cho các bạn học chia thành 4 năm nó mới đầy đủ. Ngoại ngữ cũng khó quá nên thầy cũng trẻ nhỏ nó ra để học suốt 4 năm. Thì các bạn học chương trình của trường, nhưng 41 tín chỉ có thể là đạt được một level nào đó. Em muốn cao hơn em phải học thêm bên ngoài nữa. Thì đây là bài học số 4 là rèn luyện phương án thứ hai, là bài kỹ năng mềm song song với mặt chuyên môn mới nãy nha. Và nếu như em muốn học kỹ năng mềm thì thầy giới thiệu một số nơi để em học. Một là học tại trường, hai học ở các trung tâm, ba học ở công tác đoàn hội câu lạc bộ, và bốn mình có thể tiết kiệm thời gian bằng cách mình học tại các nền tảng học trực tuyến tại Việt Nam. Một khóa trung bình học phí khoảng 200-300 ngàn đồng, và thường trên đây những chuyên gia giỏi, những chuyên gia nổi tiếng thì họ mới được mà dạy. Còn nếu em có tiếng Anh em học những trường đại học của nước ngoài, những khóa học của thế giới, ví dụ như MIT, University, Khan Academy, Unibin, Kushera, Vincelan, Open to Study, Canvas, v.v. thì em học từ những chuyên gia hàng đầu của thế giới. Thì em học từ những người top, em sẽ có những kỹ năng của top. Thì đó chính là các ngành học trực tiếp nước ngoài. Vậy tóm lại, chuyên môn bằng nhau, ai có kỹ năng người ta sẽ thăm. Chuyên môn kém hơn, người có kỹ năng giỏi hơn cũng dễ lên làm quản lý và sử dụng những người chỉ có chuyên môn. Thì đó chính là mặt thứ hai là mặt chuyên môn các bạn ha. Và chúng ta có tổng cộng là 3 mảng là chuyên môn, kỹ năng mềm và phẩm chất thái độ. Thì cái mảng thứ ba là mảng phẩm chất thái độ. Mảng này là nó nằm trong văn hóa của trường Đại học Đông Á. Thì các bạn học về văn hóa Đại học Đông Á thì nó có những tiêu chuẩn trong đó. Người Đông Á phải làm gì, người Đông Á phải ra sao, thì chính là mảng phẩm chất và thái độ của chúng ta. Và cốt lõi của mảng phẩm chất và thái độ thì chính là 4 thứ sau đây. Một là tác phong công nghiệp. 2 là thái độ học hết mình, đi làm là làm hết mình. 3 là có sự tự tin. Và 4 là có một số tính cách thiên về nghề nghiệp. Ví dụ như với những người mà làm về sales hoặc ngoại giao thì phải có tính quảng giao, hòa nhã. Với người làm IT hoặc là làm bảo mật hoặc là làm những công việc như kế toán thì phải có tính bí mật, cẩn thận. Với người mà làm công việc giao tiếp thì phải tinh tế. Đó. Thì như vậy, đây là 4 nhóm phẩm chất thái độ mà các bạn lên lịch trình để đào tạo cho mình trong 4 năm. Ví dụ tác phong công nghiệp có 12 biểu hiện sau đây. Bạn có thể chụp lại để tham khảo. Đây là 12 thói quen phản tác phong công nghiệp. Em lật ngược nó lại là thành ra tác phong công nghiệp. Ví dụ như mình có chậm chạp lề mề không? Sáng sớm thức dậy có tốn nửa tiếng đồng hồ để mà đánh răng không? Có người không chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ mà tốn thêm nửa tiếng đi ngồi toilet, bắt đầu vừa ngồi toilet rồi đọc báo. Rồi ví dụ như mình hẹn với bạn 7 giờ tối mà 7 giờ rưỡi mình mới tới, có bao giờ vậy không? Hoặc em có đứa bạn còn nó lề mề, nó mặc bộ đồ thôi, nó lựa đồ cho lựa tiếng hồ hơn. Đó là cái thói quen lề mề. Hoặc ví dụ như hội đến thì im lặng ú ớ, ngồi im lúng túng không có dám phát biểu, nhưng sau lưng thì bình luận phê phán như một chuyên gia. Đó chính là phản tác phong công nghiệp. Hoặc ví dụ như là
ăn cắp vặt nè, dùng tài sản chung cho mục đích riêng thì cái đó là phản tác phong công nghiệp. Ví dụ như trong công ty của thầy hồi xưa có bạn tên là bạn K, thì bạn làm việc cũng khá giỏi, tức là chuyên môn giỏi, kỹ năng mềm cũng tốt, chỉ có điều về mặt phẩm chất có chút vấn đề là bạn một lần có một cái chị hành chính đi ngang qua máy tính của bạn K, và cái trên máy tính bạn K hiện lên một cái pop up là bạn K đang chat Zalo với một người bên ngoài bàn với nhau luồn ổ cứng của công ty, tức là cấp cái ổ cứng công ty bán ra ngoài, và cái ổ cứng như vậy bán được khoảng mấy triệu. Và bạn biết ngay lập tức buổi trưa hôm đó bạn K nhận được cái gì? Một tờ giấy A4. Vì chuyên môn giỏi thì nên mình có, nhưng thiếu về một phẩm chất thì cũng sẽ bị loại ha. Thì đây là 12 biểu hiện của bạn tác phong công nghiệp. Ngoài ra còn học cách mình, sự tự tin và các tính cách nghiệp nhận khác. Vậy thái độ học cách mình là gì? Là chúng ta rèn chỉnh cái việc học của chúng ta học 100% công lực, chứ không phải là 30% công lực. Nếu không, đây là biển cảnh tương lai của mình. Bữa thì đi ráp, thầy hỏi cái anh ráp kia là em hồi đó em học cái ngành gì mà bây giờ đi ráp. Bạn ấy nói là em tốt nghiệp một cái ngành của trường đại học FPT. Nhưng thầy hỏi, ủa sao em tốt nghiệp trường đó mà em lại chạy ráp? Bạn ấy nói rằng khó kiếm việc làm lắm anh. Và thầy nói chắc là do đi học luyện liên quân headline được kích sắc Pokemon nhiều quá, coi như ngôn hy lượng may quá, trạc đời sống thời đêm nhiều quá, thế cho nên là mới không có đủ về chuyên môn và kỹ năng mà không đi chạy ráp. Và bạn ấy hỏi thầy một câu mà thầy vẫn còn nhớ cho tới bây giờ. Thầy thấy cái áo em nè. Bạn ấy nhận ra thầy và bạn ấy hỏi, thầy thấy cái áo em màu gì không? Em hỏi màu xanh lá cây chứ màu gì? Bạn ấy trả lời một câu mà thầy vẫn còn nhớ tới bây giờ, là bạn ấy trả lời, không thầy ơi, màu áo em là màu của sự nghèo đó. Em chạy 2 năm mấy, áo em nó bạc màu. Và em không phải là người tầm thường đâu, em có chí lớn, em muốn thành lập doanh nghiệp lớn, nhưng bây giờ phải kiếm cái ăn trước đã. Và nếu như chúng ta không học cách mình thì đây là biển cảnh tương lai. Làm việc ở công ty nước ngoài nè, thì được đi đây đi đó nè, cầm smartphone nè. Rồi, và học cách mình không chỉ là vì vậy, mà đôi khi em tốt nghiệp năm lớp em 22 tuổi á, thì xung quanh em sẽ là một cái bước biến đổi về mặt tài chính. Vì lúc đó tiền nhà ai trả? Không phải là ba mẹ nữa mà là mình. Rồi tiền xăng ai trả, tiền điện thoại ai trả? Giờ mình hết tiền điện thoại thì mình gọi về, alo mẹ ơi mẹ khỏe không, cái mẹ biết là hết tiền rồi hả con, mẹ nào cho. Nhưng đến năm 22 tuổi là không. Rồi 22 tuổi khi ba mẹ bệnh mình phải đóng góp cho ba mẹ nữa. Nếu không là thực sự có thể làm ba mẹ hoặc ngoại đau đớn, mình không có đóng góp được gì, thì như vậy mình rất là bất hiếu. Và mình học hết mình vì hiện tại các em đang ngồi ở đây không phải là ngồi trên cái ghế của nhà trường hoặc cái ghế của hội trường này, mà chúng ta đang ngồi trên lưng của mẹ cha. Chúng ta đang rút đi tuổi thanh xuân của họ, rút đi tiền bạc, tài sản của họ và rút đi sức khỏe của họ. Và các em đang ngồi giai đoạn số 5. Và nếu như học không giỏi, không có áp dụng cái phẩm chất thứ hai là học hết mình và làm hết mình, thì có nhiều bạn tốt nghiệp ra trường không đủ để tìm việc làm. Và lúc đó xin ba mẹ, mẹ ơi cho con 200 triệu để con đi mua việc làm. Và có nhiều bạn không đủ phẩm chất năng lực, cuối cùng thì phải đi xin, đi mua việc làm bằng cách là phong tiền họ hút máu ba mẹ và đi kiếm việc làm. Thậm chí lớn rồi không có đủ thu nhập tài chính để tự sống, còn quay trở lại đầu chia đất, chia đai, chia tài sản. Đó chính là những bạn là học không có thái độ hết mình trong 4 năm đại học và khi đi làm. Rồi còn ví dụ bạn nào nhà giàu nói rằng thầy ơi nhà em giàu lắm, không có lo việc làm đâu, thì học chơi chơi cũng được. Nếu anh nhà giàu thì tặng bức ảnh này. Đây là con ai biết không? Bạn nào biết? Con trai của người giàu nhất miền Tây hồi xưa, và con trai công ty Bạc Liêu. Hồi đó ông giàu đến mức mà tiền nhiều quá, biết làm gì, lấy ra đốt bớt, lấy ra đốt nấu cháo đậu xanh, lấy ra đốt nấu trứng. Ở đây có nhà ai giàu đến mức bao lâu đến lấy tiền ra đốt bớt không? Và ông này cũng là con của công ty Bạc Liêu. Một hôm thì người ta bắt gặp ông chạy xe ôm, thì báo chí với phỏng vấn ông mới nói là do ba mẹ giàu quá cho nên hồi đó ông đi học để mà chơi trong nhà. Cuối cùng thì ông tự thừa nhận là trí tuệ mình không có nhiều, cho nên là mình không có khôn ngoan lắm. Khi cha ông mất móc xong rồi thì người ta vô người ta lừa phát của ông làm ăn, nó lừa phát cái ông mất hết sạch tiền, người ta lừa cho ông cái ông mất luôn cả nhà và không trả sữa ơn. Thế các bạn thấy nếu như hai con nhà nghèo thì người tặng cái bức hình mới nãy là bức hình này, hai con nhà giàu thì người tặng cái bức hình này để cho thấy tài sản bền nhất không phải là căn biệt thự của ba mẹ mà là mấy tỷ của ba mẹ để tài khoản, mà cũng chính là trí tuệ của mình. Và tương lai khi các em bước vào trong toàn cầu hóa
và 4.0 chỉ cần sự xuất hiện một loại robot, một ngành công nghiệp có thể bị tiêu diệt sau một đêm. Ví dụ như là kế toán, mà kế toán không đủ giỏi, phần mềm đã làm thay đổi lần sẽ bị đá băng ra khỏi công ty. Mình làm phiên dịch mà phiên dịch không giỏi, mấy cái phần mềm phiên dịch nó làm thay dịch phần mềm là lúc đó mình sẽ bị đá băng ra khỏi công ty. Mình làm ô tô, cơ khí, hành chính, dệt may, ngân hàng, thực phẩm vân vân. Cái gì mà máy dây chuyền nó làm được, mình không học giỏi thì mình control cái máy đó, mình không tin tưởng nó là mình sẽ bị đào thải của 4.0. Thậm chí giảng viên của thầy cái nghề của thầy nhờ, nếu như 4.0 mà e-learning nó phổ biến rồi, ai mà dạy học tốt hoặc không tốt đầu công nghệ cũng có thể bị đẩy ra khỏi cái nghề của mình. Vì vậy cho nên là chúng ta cần học giỏi hơn máy để chúng ta đấu với máy, công nghệ và phần mềm trong tương lai. Và thời các em đang trường là máy móc, công nghệ, phần mềm, dây chuyền sản xuất nó sẽ rất phổ biến rồi. Còn phân khúc chất xám cao mình sẽ đấu với AI, tức đấu với trí tuệ nhân tạo và đấu với các công dân toàn cầu sắp cảnh tác qua Việt Nam làm gì? Đấu với mấy bạn Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan hoặc là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản. Bây giờ người ta đã sang Việt Nam nhiều rồi và người ta đang chiếm phân khúc chất xám cao, đặc biệt là các ngành về quản trị hoặc là chuyên gia. Chúng ta đang làm ở việc có phân khúc chất xám vừa phải hoặc chất xám thấp, thì tương lai mình phải đấu với họ phân khúc chất xám cao. Vì hiện tại những lao động đơn giản, tương lai họ sẽ bị mình thay thế. Các em nha. Và để mà chúng ta học giỏi về chuyên môn, về kỹ năng, về thái độ, thì thầy giới thiệu thêm các bạn 15 hoạt động mà thời sinh viên phải trải qua. Đây là 15 hoạt động nâng cao về chuyên môn, nâng cao về kỹ năng và nâng cao về phẩm chất thái độ mà đời sinh viên chúng ta cần trải qua hết. Có nhiều cái mình đọc thấy nó bình thường nhưng khó làm lắm nha. Ví dụ như đi học đầy đủ, không phải dễ làm đâu. Trời mưa là biến đi, biến đầu là biến đi, bệnh cảm là biến đi, gấu kêu đi chơi cũng là biến đi. Cái số 1 thì còn làm không được đâu nha. Rồi cái số 5 là học tập sách chuyên ngành rộng và sâu, đầu tư cho trí tuệ hoặc đầu tư không bao giờ lỗ. Thay vì muốn đi trà sữa mắc quá, thôi mình muốn đi vừa vừa thôi, miễn đảm bảo sức khỏe là được. Thành tiền còn lại mình để dành để mua sách. Hoặc là đi mua nghề xanh nè, làm ban cán sự nè, tham gia các câu lạc bộ nè, học các lớp kỹ năng mềm nè, vân vân. Ví dụ như khi mà em làm thêm có liên quan đến chuyên ngành của vị số 15 á, thì khi ra trường các công ty nó đòi kinh nghiệm làm việc thì em đã có kinh nghiệm rồi, thì lúc đó em sẽ không kinh nghiệm hồ sơ của em nó sẽ cao hơn. Và thầy tặng các bạn một câu chuyện như sau để chúng ta hình dung trong giai đoạn 4 năm sắp tới. Có một cái anh, có hai anh chị giúp việc kia, thì ông chủ đưa ra đề bài là này hai anh, ta muốn tuyển một người làm quản lý, quản gia tăng lương gấp đôi, nhưng ta không biết anh nào giỏi hơn. Ta sẽ kiểm tra bằng cách trao cho mỗi anh một thanh một cây rìu như nhau. Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hãy chào vào trong cánh rừng mà ta trồng, chặt được nhiều cây hơn, anh đó sẽ được cất nhắc lên làm quản lý tăng lương gấp đôi. Đây là cơ hội ngàn vàng nên hai chàng lập tức cầm cây rìu. Anh đầu tiên chạy vào trong rừng bắt đầu chặt bớt 100 nhát và đổ một cái cây, 100 nhát và đổ một cái cây. Chỉ có điều quay trở lại không thấy anh thứ hai đâu. Anh chặt 10 phút sau cũng không thấy anh thứ hai đâu. Chặt 15 phút sau cũng chẳng thấy anh thứ hai đâu. Chặt đến phút thứ 16 thấy anh thứ hai lượng thường cầm cây rìu đi ra. Và thứ hai bước đến cái gốc cây và dương lên chặt 1, 2, 3 bớt. Có 30 nhát và đổ một cây cây. Anh thứ đầu tiên thấy bạn sợ quá, chặt mạnh hơn, chặt nhanh hơn, chặt phồng rờ các bàn tay, chặt bật máu các bàn tay, chặt xuyên buổi trưa không gian nghỉ ngơi. Đến đúng 6 giờ ông chủ đi ra đêm, anh chàng đầu tiên chặt được hơn 100 cây, bàn tay rưới máu, ngồi thở hổn. Anh chàng thứ hai chặt được hơn 300 cây, bàn tay vẫn còn nguyên, ngồi có vẻ rất khỏe mạnh. Vậy thì các em, tại sao anh thứ hai lại thắng? Vì 15 phút đầu anh đi đâu? Anh đi mài rìu và 15 phút đó quyết định hiệu quả làm việc ở phía sau. Và thời đại học là thời chúng ta mài rìu. 4 năm đại học sẽ quyết định ảnh hưởng đến gần 40 năm làm việc ở phía sau. Nên nếu 4 năm này chúng ta mài tập kém, mài chuyên môn mình giỏi, mài kỹ năng mình pro, mài phẩm chất thái độ thật chuyên nghiệp, thì sau này khi ra trường mình chặt đâu là đổ đó, khỏe hơn, thu nhập cao hơn, làm việc ít hơn và cuộc sống nó lại nhẹ nhàng hơn, là phụ thuộc vào 4 năm này chúng ta làm cái gì ở đây. Nên hãy tận dụng 4 năm sắp tới để mài rìu thật bén các em nhé. Và chúc tất cả các em đều là những người mài rìu xuất sắc, trở thành những người làm việc chuyên nghiệp trong tương lai. Cảm ơn các em đã lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thái Hiếu đã đem đến cho toàn thể các bạn trong sinh viên sáng hôm nay một bài học rất là quý báu, đúng không?